yêu đất nước mình, chống thực dân không phải là một tội. Tòa tuyên án tử hình. Anh hùng Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha làm nghề đánh xe ngựa chở khách thuê, mẹ buôn bán tại chợ. Cô bỏ giờ việc học, ở nhà giúp cha mẹ kiếm sống và bí mật tiếp tế cho đội giải phóng quân của tỉnh Bà Rịa. Năm 1947, cô chính thức trở thành đội viên của công an xung phong Đất Đỏ khi mới 14 tuổi. Từ đó, cô tham gia nhiều trận tập kích bằng lựu đạn, ám sát các sĩ quan Pháp và Việt gian cộng tác với quân Pháp. Đặc biệt là trận tập kích bằng lựu đạn tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1949 tại Đất Đỏ. Tháng 12 năm 1949, cô bị quân Pháp bắt được. Toàn binh của quân đội Pháp đã đưa cô ra xét xử với tội danh làm chết một sĩ quan Pháp và 23 người Việt cộng tác với Pháp. Vào thời điểm xử án, cô chưa tròn 18 tuổi. Vì vậy, các luật sư bảo vệ cô căn cứ vào điểm này để tranh biện nhằm đưa cô thoát khỏi án tử hình. Mặc dù vậy, tòa án binh Pháp vẫn tuyên án tử hình cô. Cô tiếp tục bị giam cầm tại khám Chi Hòa cho đến tận giữa tháng 1 năm 1952 thì bị quân Pháp chuyển ra Côn Đảo để bí mật thi hành án tử hình khi cô đã đủ 18 tuổi. Trước hôm bị hành hình, cô liên tục hát cho bạn tù nghe những bài ca cách mạng như Lên Đàng, Tiến Quân Ca, Cùng Nhau Đi Hồng Binh. Khi vị linh mục nói, trước khi chết, còn có điều gì ân hận không, cô đã đáp lời: "Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước." Khi nhóm sử bắn bảo cô quỳ xuống, cô đã quát lại: "Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ." Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Vào gió với mây, năm tháng trên đời vai gầy, những vui buồn, những mong manh, chìm trong biển mưa. Về đây.